Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Mai Anh Tài. Ngày hôm nay buổi sáng rất là đẹp trời, có nắng nhưng mà rất là mát. Và ngày hôm nay mình tiếp tục làm series hát cùng người lạ cho các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một điều nhỏ nhỏ để có thể trôn các bạn ấy, xem ngày hôm nay phản ứng của các bạn ấy thế nào. Ok, và trước khi vào video thì các bạn nhớ cho mình một like, một share video này và nhớ subscribe Mai Anh Tài Official nữa nha. Ngoài ra thì các bạn nào mà muốn mua đàn ấy, thì cuối năm thì chương trình của Guitar Sao Mai đang có ưu đãi. Thì nếu các bạn đọc cái pass đó là Mai Anh Tài cover ra khi mua đàn ở Guitar Sao Mai, để các bạn như thấy cái guitar mình đang mua thì các bạn sẽ được giảm giá 10% nhá. Ok, đường link mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì vào video thôi. Em ơi, cho anh ngồi nhờ một xíu được không? Cảm ơn nha. Mỗi sáng thức giấc bông bay thì riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của chúng chú chim vượt qua. Ngày vui lại vui xa lòng thấy cô đơn lạ đường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi xa buồn thênh. Em ơi, em tên là gì đấy? Em tên Hy. Hy à? Dạ. Xuân bơ bông thấy thấp thoáng dáng Hy vượt qua. Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngã thương ngày xưa. Thì ra mình say nên tưởng nhớ bóng ai trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rơi mau le lòng nhớ. Bàn tay buông rời nhau nghe lệ rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con đường không em buồn đánh. Em buông lời bao yêu thương anh sao anh đây chơi vơi. Những răng tức say mong thấy chỉ riêng ta. Điều ngọt thanh thoát của những chú chim vượt qua. Ngày vui lại vui xa lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi xa buồn tênh. Sorry Hy nha, anh ở đây, mình ở đây hát có làm phiền cậu không? Sao vậy, không sao. Anh cảm ơn. Anh hay ra đây lắm, nhưng thấy em ngồi đây với mình nên anh muốn vào làm quen với em. Em đang ngồi đây làm gì đấy? Em đợi bạn á. Anh đợi bạn à? Dạ. Thế anh ngồi chơi với em một lúc nhá. Khi nào bạn đến thì anh đi. Anh tên là Tài. Anh nhà gần đây, anh hay ra đây kiểu sáng sớm ấy, anh hay ra đây kiểu mang đàn ra đây hát tập hát ấy. Dạ. Thấy em thì em thấy anh hát bài gì nào? Hay mà. Anh cảm ơn. em nhà gần đây không? Dạ em nhà cũng gần đây à. Dạ. Ra đây chơi. Dạ, em ra đây đợi bạn đón đi chơi. Hôm nay anh cuối tuần mà. Dạ, em chắc đi học nhỉ? Dạ đúng rồi, em đang đi học. Em học năm mấy rồi? Dạ em học năm 3. Năm 3 dạ. Năm 3 là 2000. 2001. 2001. Anh thì già, anh 99. À, anh 93. Dạ. Anh 93. Đúng quá giờ. Nhìn anh trẻ, không thể 93 đâu. Nhìn hơi trẻ trâu. Không có. Anh chơi nhiều anh trẻ đấy. Em có phải thích nghe đàn nhỉ? Dạ em... Hay anh tặng em bài nữa nhá. Ok anh. Để em bài nữa nha. Em thích bài vui vui kiểu này không? Dạ. Xem nào. Có bài gì vui vui kiểu kiểu bài vừa này tưng tưng như thế này không nhỉ? Đây. Ok. Em biết bài Em là bạn đội của anh không? Em biết. Anh hát tặng em bài đấy nhá. Dạ. Okay. Bài đấy nghe rất là vui.
Baby em hãy nghe bài hát anh viết cho riêng mình em bằng những lời ca từ trái tim chân thành. Hãy lắng nghe một chút thôi, một chút thôi. Chưa một giây nào anh để quên hạnh phúc anh cho riêng mình em thôi baby. You can say no, 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 no. Lỡ hôm nay trời nắng to, chỉ cần em muốn có mưa đừng có lo. Nếu đêm khuya nhiều lắng đo, anh sẽ kéo mặt trời lên cho. Anh yêu hy đến điền đầu mà anh lại thấy như thế đã rất ngầu. Dù cho anh giờ đây phải hóa thành bé con, anh vẫn chỉ yêu bà nội của anh thôi. Anh yêu em đến điền đầu mà anh lại thấy như thế đã âu sầu. Nàng là mây, là mưa, là sao, là gió bay. Ok em là bà nội của anh, yeah. Em là bà nội của anh, em là bà nội của anh, em là bà xã của anh, em là bà nội của anh. Yêu anh không lo, chỉ cần ăn no rồi có tròn vo thì anh cũng chẳng hề đắn đo. Buồn buồn thì hét thật to, lỡ mà có đau họng rồi ho, rồi cũng đã có anh lo. Anh bay ra đường mua thuốc về ngay cho. Em yêu anh không nà, tin anh đi anh nà. Anh chỉ yêu ai, thương ai bên ai khi em nghĩ lên đâu nà. Ca 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 ca. No, oh, oh. Anh yêu em đến điền đầu mà anh lại thấy như thế là rất ngầu. Dù cho anh giờ đây phải hóa thành bé con, anh vẫn chỉ yêu bà nội của anh thôi. Anh yêu em đến điền đầu mà anh chẳng muốn thấy em phải âu sầu. Nàng là mây, là mưa, là sao, là gió bay. Ok em là bà nội của anh, yeah. Em là bà nội của anh, hát của anh đi. Em là bà nội của anh, em là bà xã của anh, em là bà nội của anh. Hay quá. Hay không? Anh cảm ơn. Anh đầy lâu chưa? Anh học đàn tầm thế tầm được hơn 3 năm rồi. Thực ra thì anh học từ hồi mới vào đại học cơ. Nhưng mà ở đấy anh có một cái đàn, nhưng mà anh mua được, anh dùng được hơn một năm, gần 2 năm ấy. Thì lúc đấy sinh viên hết tiền em ạ, thế anh bán đàn ấy đi. Đó, xong rồi một mãi thời gian gần đây, hơn một năm trở lại đây thì anh kiểu là đi làm đi trước, nó cũng kiểu không thời gian ấy. Nhưng mà bây giờ kiểu là quay lại thì mới mua được một cái đàn. Đó, thì mới mua một cái đàn nữa. Nên là mấy người mà biết chơi đàn á, em thấy thích họ lắm. Kiểu như là thích những người biết chơi đàn á. Tại vì em cũng thích chơi đàn lắm, nhưng mà dự định chưa học được. Muốn chơi đàn từ hồi cấp 2 tới bây giờ luôn. Chưa được. Em vẫn chưa biết học âm nào hết. Con gái thì nếu đánh đàn guitar thì hơi cực một tí, thì kiểu là tay nó hơi vươn ấy. Tay con gái thì hơi nhỏ nhắn hơn tay con trai, với lại kiểu là sẽ hơi bị đau một tí. Nên là bấm dây nó hơi bị đau này. Dạ. Đó, nên là nó hơi bé á. Đúng rồi, nên là vươn nó sẽ hơi khó một tí. Dạ. Thế em mua có những cái loại mà guitar kiểu dành cho ukulele đúng không? Ukulele là một cái loại khác, nó có 4 dây thôi. Nhưng mà nếu em muốn chơi guitar kiểu này, có guitar mini. Nó có loại mini dành cho kiểu là mấy người bé bé, kiểu là dành cho trẻ con mới học ấy. Thì mua một cái loại đấy, nghe nó không hay bằng những cái đàn to này, nhưng mà kiểu là để mình mới học rất là dễ. Kiểu là vươn vươn nó cũng tốt, đấy. Đó, xong rồi khi mà mình vươn, mình bấm tốt rồi, mình chuyển lên cái đàn này thì dễ hơn. Quan trọng là kiên trì. Vì cái đàn này bấm đau em tay sẽ... Hồi trước em thích lắm, nhưng mà đến khi mà vào Sài Gòn đi học á thì kiểu cũng không có thời gian nữa. Thôi. Cũng đúng mà. Cái hồi năm nhất là anh kiểu, đợt đấy là anh mới tự quê lên. Anh học ở Hà Nội, anh học mới làm ở Hà Nội 10 năm cơ, xong rồi anh mới vào đây, hơn 1 năm. Thì cái đợt đấy kiểu là cũng... kiểu là mới lên Hà Nội, kiểu là chưa có bao nhiêu bạn bè, nên là mình cũng thích hát nữa. Thấy nhiều người đánh guitar, Bách Khoa hay đánh guitar, anh học Bách Khoa. Đó, thế là thấy nhiều người đánh guitar thích lắm. Thế là dành tiền mua một cái guitar, thì anh nhớ hồi đấy là 2010, 2011 anh mua một cái cây 700.000. Có 700.000 thôi. Là cũng rẻ rồi. Rẻ lắm. Hồi đấy kiểu, hồi đấy nó cũng rẻ. Tiền hồi đấy nó kiểu là nó không phá giá như bây giờ. Đó, hồi 2010. Thế nên là có ra 700.000. Đó, thì 3 năm luôn, giỏi quá rồi. Anh cảm ơn. Tổng thời gian học chắc là tầm hơn 3 năm. Anh có đi đàn cho quán cà phê hay là... Anh hồi Hà Nội anh có. Nhưng mà đợt vào Sài Gòn thì cũng bận làm ấy. Nên là cũng ít đi. Vậy năm vừa rồi nó cũng hơi dịch nữa.
Em nhà em gần đây không? Nhà em gần đây. À. Em mới nói xong. À thì anh quên mất. Anh ở quận 2. À. Ra đây cũng tầm 20 phút. Em xí quá, anh chạy từ đó qua đây. Ờ cái công viên này nó rộng, nó đẹp quá. À. Nên là anh thích. Với lại đầu chưa có tí việc ở chỗ quận 1. À. Ở chỗ nhà thờ ấy. Nhà hát lớn, nhà hát thành phố. À không, nhà thờ Đức Bà. À. À thì anh định chạy qua đấy luôn. Anh em bài buồn. Bài buồn, anh thích nghe bài buồn à? Không, ý là nãy giờ bài vui nên là. À. Thế thì anh hát tặng em một bài buồn nhá. Xem nào. Có bài gì buồn buồn mà hay hay không nhỉ? Em bài nào buồn không hay á. Tự nhiên bây giờ nhìn vào nghĩ ra hơi bị xem nào. Để anh nghĩ xem nào. À đây. Không biết bài này em có biết không? Bài này là một trong những bài mà anh cũng khá thích. Nhưng cũng lâu rồi. Bài của anh Khang. Biết anh Khang không? Ca sĩ anh Khang ấy. Anh Khang hát mấy bài kiểu là ngày mai nắng lên anh sẽ về. Đấy, anh hát về đấy. Em là người bài hát thôi. À, không biết cái gì. Không biết tên bài hát luôn. Chỉ kiểu à biết. Em nghe hoài thì em thuộc thôi. Ừ. Thế anh hát tặng em một bài này, một bài buồn của anh Khang. Nghe thử nhá. Đã hết buồn thương, vẫn vương một hình bóng cũ. Viết tranh yêu thương này giờ đây đã phai. Có lẽ ngày em đi cũng đã lâu lắm rồi. Cho bao nhiêu dấu yêu giờ vụ ta. Anh đã từng nghĩ chắc không thể nào quên em. Phút giây yêu mặn đồng đậm sâu khó phai. Nhưng chắc giờ trong em đã hết yêu anh rồi. Thì thời gian kia xóa nhòa từng vết thương. Coi như tình đôi ta đến lúc phải rời xa. Hãy duyên phận kiếp trước đến nay hết tơ vương. Em chắc giờ hạnh phúc nhiều lắm nơi phương xa rồi. Và bỏ quên những tháng ngày xưa bên anh. Hãy mãi cười lên nhé, nơi xa được bình yên. Em chẳng giờ hay vui với những phút giây yêu bên ai. Mai đây rồi thời gian dần trôi sẽ quên đi. Một người đã yêu em thật nhiều, đã yêu em thương yêu ngày nào. Đã yêu em thật nhiều, và đã bên em thương yêu ngày nào. Lâu lắm rồi em nghe lại bài này luôn á. À, em nghe bài này rồi đúng không? Em có nghe rồi nhưng mà lâu lắm rồi. Bài đó lâu lắm rồi, anh nhớ là bài này hồi 20... hồi anh học đại học đấy. À, lâu lắm rồi, cái hồi anh học đại học thì... 2011. Cách đây 10 năm. Nhưng mà hát lại nghe bồi hồi phết. Nhiều quá trời. Già quá. Không, em nói không lại, anh lại buồn quá. Không nhìn anh không nhìn chúng ta đâu. Anh trèo đấy. À, anh chơi nhiều anh trẻ đấy. Chắc em cũng phải chơi nhiều đấy. Tại hồi học đại học có lẽ thứ anh kiểu vô tư ấy. Nên là cảm giác ít lo nghĩ nên là cảm giác mình cũng trẻ trẻ ra. Anh thấy như vậy cũng hay. Chưa giờ ở quê anh là bọn nó để con để cái hết rồi. Có tuổi em đây là để con để cái rồi. 99 á, cứ học xong đã rồi làm gì làm. Em không biết hát không? Em không biết hát. Không biết hát à? Anh để em biết hát, anh đệm cho em một bài. Em thích nghe một bài cụ thể không? Em thường hay nghe dòng nhạc indie là nhiều. Indie à? À. Indie em thích. Anh biết bài Em dạo này không? Em dạo này á, anh có. Anh có thích anh ngọt lắm. Được không? Có. Anh đàn cho em nghe nhá. Thế anh đàn em nghe nha. Ui, lâu rồi mới có người nghe mình đàn, khen mình nữa.
mới sáng sớm ngày ra đã có người khen rồi, xinh như em đấy. Vẫn những câu hỏi nhỏ sau bao tháng chia ly, anh vẫn thường thắc mắc khi anh không làm gì. Em dạo này có xem phim một mình, em dạo này có đồ ăn và shopping. Ngày xuân em có xuống phố không người và tán dương cỏ cây lặng thinh. Em dạo này có đi xa cuối tuần, em dạo này có cà phê và xuân. Ngày xuân em có nghe hát xa xăm từ quán ăn phù du ngoài sân. Và tình yêu, và tình yêu, và tình yêu mới. Dạo này người ta có khiến em cười. Và tiền tiêu, và quần áo, và đồ chơi mới. Xin nhớ thay luôn chiều làm ta lười thân. Em dù không muốn tình cờ gặp lại nhau lần nữa, nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm. Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm. Nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm. Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm. Anh cảm ơn. Bài này anh lâu không đánh nên là đánh nghe nó hơi vấp vấp một tí. Anh cảm ơn. Em có phải thích nghe đàn nhỉ? Dạ đúng rồi. Em có muốn nói gì với anh không? Nói gì à? Em có muốn xin Facebook anh không? Anh nói đùa đấy. Anh nói đùa đấy, anh phải xin Facebook em chứ. Cho anh xin Facebook em nhá. Facebook em là gì đó? Mộc Hy à? Mộc Hy. Y dài đúng không hay y ngắn? Y ngắn. Ui, em tên là Hy thật đúng không? Hay là... Thế không? Không phải tên thật. À, không phải à? Thế em tên thật là gì đó? Em tên thật là My. My à? À, cũng đáng yêu mà. À. Anh thích vần Y. My. À, anh làm anh tả. Ok. Đúng rồi. À, khi nào mà em muốn nghe hát ấy, hoặc em ra đây chơi chẳng hạn thì em có thể nhắn tin cho anh. À, okay, anh sẽ ra đây mang đàn hát cho em nghe. Ok. Sẽ gọi anh ra đây. Sáng nào luôn ạ? À? Ok, được. Anh chịu qua luôn ạ. Thế anh ngồi chơi với em một lúc nữa nhá. Bạn em đợi bạn lâu chưa? Dạ, chắc cũng sắp tới rồi ạ. À, thế thì anh ngồi chơi một lúc nữa. Khi nào bạn tới thì anh đi. Anh cũng sắp phải đi rồi. Dạ. Ok, các bạn xem đến đây rồi thì nhớ like và share nhá. Chứ còn đợi chờ gì nữa. Nhớ subscribe My Anh Tả Official nữa. Và thời gian tới mình sẽ về Hà Nội, sẽ có rất nhiều số cho anh em. Ok, bye bye. Và hẹn gặp lại.